Gowin 2500 là một trong hai biến thể của dòng tàu hộ tống đa nhiệm Gowin do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Pháp Naval Group phát triển. Tàu hộ tống này có thể thực hiện các nhiệm vụ hải quân từ cơ bản đến phức tạp như tác chiến phòng không, tác chiến chống tàu nổi và tàu ngầm, cũng như các nhiệm vụ giám sát và tuần tra an ninh hàng hải. Gowin 2500 là tàu thân thép có khả năng tàng hình vượt trội. Nó được tích hợp mô đun đa nhiệm nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của người điều khiển. Tàu hộ tống Gowin 2500 có chiều dài 102m, rộng 16m, mớ nước 5,4m và lượng choán nước 2.500 tấn. Tàu có sức chứa một thủy thủ đoàn 80 người và có thể hoạt động trên biển trong thời gian từ 2 đến 3 tuần. Điểm đặc biệt là Gowin 2500 được trang bị hệ thống quản lý chiến đấu SETIS. Hệ thống này cũng hỗ trợ kết nối máy bay không người lái, giúp tàu có thể phát hiện, theo dõi và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa. Nhờ có hệ thống này, tàu có khả năng giao chiến với các tàu nổi và tàu ngầm và phòng thủ trước các nền tảng trên không. Gowin 2500 được trang bị hàng loạt các vũ khí hiện đại như pháo hạm Otto Melara 76mm, pháo tự động Nawa 20mm do Nestor phát triển, hệ thống phóng thẳng đứng tên lửa phòng không VLMIKA, bệ phóng tên lửa chống hạm MBDA MM40 Exocet và bệ phóng ngư lôi. Tàu còn được tích hợp radar 3D, bộ máy đo hỗ trợ điện tử, các cảm biến sonar và hệ thống điều khiển hỏa lực. Bên cạnh đó, tàu còn có boong trực thăng, cho phép triển khai trực thăng hạng nặng và các UAV. Sử dụng hệ thống động cơ diesel và điện kết hợp, Gowin 2500 có tầm hoạt động hơn 7.400 km.